Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái podcast của Vikit. Hôm nay mình sẽ làm một cái podcast về chủ đề là về Arkham Horror The Card Games. Thì để mà có thêm một cái chút xíu cái sự trao đổi trong cái quá trình cái podcast diễn ra thì hôm nay mình có mời đến đây một vị khách mời. Đó là anh Tâm. Em xin chào anh Tâm ạ. Xin chào Nghĩa. Trước tiên thì cho phép mình xin được phép giới thiệu chút xíu về cái chủ đề và lý do của cái podcast này. Thì mình là một người rất là thích chơi cái game Arkham Horror và may mắn là cũng gặp được các anh em cũng thích chơi cái game Arkham Horror và hoặc là Marvel Champions cũng rất là thích cái những cái game co-op đó giống như mình. Mình muốn phát triển cái game đó ở tại thị trường Việt Nam và mình rất là yêu thích cái game đó. Nên mình rất là hay tổ chức những cái buổi mà hướng dẫn các bạn chơi game này kia. Thì cái podcast này cũng sẽ là một cái podcast mà để mà chủ yếu là dành cho những bạn mới, cũng có thể là cho cả các bạn cũ nữa, những bạn nào mà thích nghe về card game mình sẽ cố gắng sẽ có thêm nhiều cái buổi podcast giống như vậy. Nhưng mà trước mắt thì cái buổi podcast này thì sẽ dành cho những bạn mà mới chơi hoặc là mới biết về Arkham Horror là card game. Thì khách mời hôm nay sẽ là anh Tâm, là một anh cũng đã chơi Arkham được rất là lâu. Xin mời anh Tâm giới thiệu một chút xíu về cái bản thân của mình cũng như là cái lý do tại sao mình lại yêu thích cái card game Arkham anh ạ. Cảm ơn Nghĩa. Đầu tiên là xin cảm ơn Nghĩa là đã dành cho anh một chút cái không gian trên cái podcast của kênh của mình để anh chia sẻ một chút cái kinh nghiệm cũng như là cái trải nghiệm về Arkham Horror ha. Và xin chào tất cả các bạn. Mình là Tâm, hiện tại thì mình cũng tương đối là lớn tuổi rồi, cũng tầm 47, 48. Mình đang làm giáo viên tại một trường đại học và cũng làm thêm công việc toàn thời gian quản lý một cái nhóm phát triển phần mềm. Arkham Horror là một cái trải nghiệm khá là đặc biệt của mình. Thật ra thì mình mua Arkham Horror đúng nghĩa là vô tình thôi. Nhưng mà sau khi mình mở ra chơi thì hoàn toàn bị thuyết phục và bị cuốn hút bởi cái cốt truyện, cái đặc tính kinh dị tiêu biểu của cái nền câu truyện của nhà văn H.P. Lovecraft. Và điểm đặc biệt hơn nữa là những cái cơ chế rất là sáng tạo và đặc trưng của cái dòng này và không thể lẫn vào đâu được. Và khi mà mình bị cuốn hút vào rồi, mình cứ chơi và một trong những cái điểm mà vẫn tiếp tục giữ mình chơi đó là không biết họ thiết kế như thế nào mà mình chơi, ngay cả mình chơi lại những cái màn cũ thì mình vẫn cảm thấy rất là hứng thú và mình mặc dù mình đã biết trước nó sẽ diễn ra từng mốc như thế nào, nhưng mà mình mỗi khi mình chơi lại mình vẫn luôn luôn gặp bất ngờ và vẫn có luôn luôn những cái bài toán, những giây phút mà thót tim. Cho nên rằng là cái trải nghiệm game cứ mỗi lần mình chơi thì nó rất là khác. Và điểm đặc biệt nữa là game này được đầu tư rất là mạnh mẽ bởi developer hơn 5 năm rồi vẫn vẫn còn sống rất là tốt, và cái khối lượng content thì là cực kỳ là khủng khiếp, và có thể nói rằng là mình có thể chơi hoài không bao giờ hết, không bao giờ hết được tất cả tổ hợp có thể có. Dạ rồi thì em cũng rất cảm ơn anh Tâm đã nhận cái lời mời và tham dự cái podcast lần này. Bởi vì thì rất là khó để kiếm những người cùng cái sở thích, cùng cái đam mê về cái card game Arkham Horror ở Việt Nam mà chịu gọi là chịu lên sóng như thế này, chịu chia sẻ cùng với các bạn để mà biết thêm nhiều về game, kể cả những bạn mới chơi hay là những bạn cũ. Thì cho những bạn nào chưa biết thì Arkham Horror là một cái living card games được phát hành và phát triển bởi Fantasy Flight Games FFG. Họ là một trong những cái nhà phát hành game mà rất là đặc biệt, bởi vì giống như là anh Tâm nói á, họ là một trong những nhà phát triển mà chịu đầu tư vào content và làm một cái sản phẩm rất là lâu dài, không giống như là những cái đại đa số những cái tựa board game khác. Thì những cái sản phẩm board game, card game của họ thì đều được đầu tư và được họ muốn những cái người chơi sẽ follow up cái sản phẩm nó lâu dài. Thì cũng chia sẻ một chút xíu về cái dòng liên viên card game. Thì trước đó FFG là có rất là nhiều sản phẩm về cái competitive, có nghĩa là những cái card game đối kháng, nhưng mà hiện tại thì đa số đều bị thị trường không còn chấp nhận nữa và chỉ còn lại những cái sản phẩm về dòng co-op liên viên card game thôi. Và nổi bật trong đó chắc chắn là Arkham Horror là card game, là một cái game mà như hồi nãy mọi người cũng có nghe anh Tâm nói là về cái
Chủ đề là về những cái mẫu chuyện kinh dị của HP Lovecraft. Mình cũng là một người là yêu thích cả hai cái yếu tố đó. Thứ nhất là card game, thứ hai là những cái game mà có phối hợp nhóm với nhau để cùng giải quyết một cái vấn đề gì đó, thì mình thích cả hai yếu tố đó. Và trước đó mình cũng đã chơi được rất nhiều cái board games của Arkham Horror, và nên mình cũng rất là ấn tượng với lại cái team của về HP Lovecraft. Và vô tình cái Arkham Horror ra mắt vào năm 2016, nó đã đánh trúng được những cái sự yêu thích của mình. Card game này, co-op này, thêm về HP Lovecraft, mình đã phải ngay lập tức đầu tư và nói chung là ngay lập tức dấn thân vào trong cái game này, và nó cũng rất là hay luôn. Để mà biết là tại sao cái Arkham Horror được card game là một cái game hay á, mình phải nói sơ qua về cái gameplay của nó. Thì về yếu tố gameplay nó sẽ có rất là nhiều cái để nói, nó có rất là nhiều thứ, giống như là do là một cái game co-op nên nó sẽ có cái yếu tố deck building nè. Nhưng mà bên cạnh đó thì Arkham Horror nó còn xây dựng như là một game RPG. Các bạn sẽ có thể đi đến những cái location, gặp những cái con enemy, và bên cạnh đó nó sẽ còn có cả cái cơ chế mà farm XP để giống như là kiểu lên level up trong những cái game RPG vậy đó. Nói chung là có rất nhiều cái cơ chế trong gameplay rất là hay và mới lạ. Thì không biết là đối với anh Tâm thì đâu là cái cơ chế mà anh cảm thấy là hay và đặc biệt nhất ở Arkham ạ? Cũng giống như Nghĩa hồi nãy có nói thì thật ra thì gần như là tất cả các cái gameplay của Arkham thì đều rất là trau chuốt, nhưng mà nếu như anh được phép chọn một thì anh xin được phép chọn cái Chaos Bag, hay là mình tạm gọi là tiếng Việt mình chắc tạm gọi là túi hỗn mang nhỉ, tức là đó là một cái cơ chế đặc biệt, nó thay thế cho cái việc mà roll dice, tức là Dạ đúng hay rồi. xúc xắc, cơ chế random. Nhưng mà đây là một cái cơ chế hết sức là linh động, nó cho phép mình có thể tùy biến được cái độ khó của cái game tại từng cái thời điểm, và mình có thể thay đổi được độ khó của một cái scenario trong lúc scenario đang diễn ra bằng cách là thêm một vài cái biểu tượng vào bên trong cái túi. Và bản thân cái túi nó cũng là một yếu tố gameplay, và mình cũng sẽ có những cái thẻ bài nó tương tác với lại cái túi đó để mà nó làm tăng hay giảm cái tính random hoặc là cái tính dễ sợ của cái túi đó. Và cái túi này bên cạnh cái gameplay nó còn mang lại một cái trải nghiệm rất là tâm linh, tức là không hiểu tại sao không hiểu tại sao mà bên cái túi nó cũng giống như là nó có ma, có những ngày mà nó cái túi nó mình có cảm giác giống như là thần thần nào đó sống ở đằng sau mình không hiểu tại sao mình luôn luôn rút ra một cái icon rất là đặc biệt ở trong đó. Mà đây cũng chính là một cái icon mà nó gây ra những tiếng cười man rợ khi mà chúng ta chơi, đó là cái icon nó gọi là cái mực, đúng không, nó gọi tentacle, cái vòi tuột, à, vòi tuột à. Trong mình có tới hàng chục cái item, cái token ở trong cái test, nhưng mà có những ngày mình rút một lần ra ba lần liên tiếp cái đó, mặc dù là mình đã thề là mình phải sáo tùm lum hết, xong rồi mình làm đủ trò hết, đưa cho người khác rút xong rồi nó cũng lòi ra cái màu đỏ đó. Và cái token đó nó là một yếu tố gameplay cực kỳ hay, là không có cái gì là chắc chắn cả, chúng ta luôn luôn đối diện với nỗi sợ. Có những cái giây phút mà mình chuẩn bị mọi thứ để chúng ta chiến thắng, chúng ta rút ra cái túi đó xong một cái là cả bàn coi như là hú lên rồi, rồi xong rồi ôm mặt xong rồi cười man rợ, là không hiểu tại sao chúng ta lại rơi vào cái tình cảnh này. Thì đó là cái yếu tố sáng tạo, và cái nó rất là thematic so với lại cái giọng văn của HP Lovecraft, là luôn luôn tạo ra một cái sự gì đó u ám, một cái nỗi sợ khi mà chúng ta thực hiện bất kỳ hành động gì. Dạ đúng rồi. Và đi kèm với cái Chaos Pass đó là cái skill test, cái cơ chế skill test, có nghĩa là hầu như là tất cả các gameplay chính nó đều xoay quanh cái việc là mình phải làm sao để mình pass được những cái skill test, như là chúng ta pass được cái kỹ năng chiến đấu xem có đánh trúng enemy không, đúng không, hay là kiểm Dạ tra đúng xem rồi. chúng ta có thể điều tra thành công hay không đó, đại khái là những cái đó. Và hầu như là những cái main mechanic của game, những cái cơ chế chính của game nó đều xoay quanh cái skill test và cái Chaos Pass này. Và một yếu tố nhỏ nữa là cái cơ chế mà sử dụng một cái thẻ bài, giống như là một cái plan B của một cái thẻ bài, tức là một thẻ bài thì nó có cái công năng chính của nó, nhưng mà trong tình huống rất là căng thẳng hoặc là bị dồn vào đường cùng, mình vẫn có thể dùng thẻ bài đó cho một cái skill test để mà mình Dạ, có thể vượt qua. để commit cho một cái skill test nào Đúng đó. rồi, mình commit vào cái skill đó để mình vượt qua được đó. Thì đối với anh thì cái skill test, cái Chaos Pass là cái điểm sáng chói nhất của cái game này. Thì với những bạn nào mà còn chưa biết nhiều về HP Lovecraft, những cái câu chuyện ở trong cái câu chuyện của nhà văn đó viết ra thì là hơi hướng là kinh dị và đánh vào cái nỗi sợ
của người đọc và cả những cái nhân vật ở trong cái câu chuyện đó luôn. Nên nên việc mà Fantasy Flight họ diễn giải cái yếu tố đó ra thông qua đa số những, như là mình có chia sẻ, mình có chơi nhiều cái board game về team của SP Lovecraft, thì đa số họ sẽ dùng xí ngầu và cũng sẽ có skill test, những nhân vật cũng sẽ có skill test luôn, và họ sẽ tạo ra những cái câu chuyện và bắt người chơi phải test, giống như là những bạn nào mà chơi nhiều game RPG sẽ biết, giống như là mình sẽ phải vượt qua một cái mức cái số con số nào đó, thì cái skill test này cũng sẽ như vậy. Nhưng mà riêng đối với Arkham Horror đặc game thì như anh Tâm đã chia sẻ, thì chúng ta sẽ có một cái yếu tố mới, rất lạ luôn, và lần đầu tiên chúng ta thấy, lần đầu tiên mình thấy ở trong board games lẫn card games, đó là cái card backs. Nó được thiết kế để mà thay thế cho trải nghiệm random bằng xí ngầu hoặc là bất kỳ một cái random đó, nó thay thế cho cái chuyện đó. Và như anh Tâm đã chia sẻ thì những cái chaos token thì nó có thể được thay thế và nó được thiết lập sẵn cho những cái màn chơi, tức là và bạn nếu mà bạn muốn chơi khó hơn thì bạn cũng có thể modify cái bát nó lại, nếu mà bạn muốn chơi dễ hơn thì cũng có thể modify cái bát nó lại. Và nhưng mà cái chuyện bạn modify nó không liên quan gì đến cái chuyện tâm linh hết á. Nó cho dù bạn mình cảm thấy cái game nó khó quá, mình không chơi được, mình modify lại, nhưng mà bạn vào game mà cứ tentacle miết thì nó vẫn khó thôi, cho dù bạn modify cái bát hay như thế nào, dễ như thế nào. Bên cạnh đó thì cũng nói về cái yếu tố thematic, thì cái bát nó đã diễn giải lại được cái sự mà gọi là cái nỗi sợ về những cái điều mà mình không biết đó. Thì đó là một cái câu gọi là châm ngôn của SP Lovecraft rồi, tức là người ta, cái nỗi sợ nguyên thủy nhất của con người là sợ những cái mà mình không biết. Thì trong vai những cái người chơi như chúng ta khi chơi Arkham á, thì cứ mỗi lần mình bóc Chaos Bag là mình sẽ sợ, bởi vì mình không biết mình sẽ bóc trúng cái gì. Đó là một cái diễn giải lại rất là chính xác cái từ thematic đến cả gameplay luôn. Anh Tâm cũng đã chia sẻ thêm về cái việc mà sử dụng cái lá bài mà có nhiều mục đích, mà trong Arkham thì nó sẽ có hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất là khi bạn chơi bất kỳ game thẻ bài nào cũng sẽ là đánh cái thẻ bài đó ra và kích hoạt cái hiệu ứng ở trên thẻ bài. Nhưng mà riêng với Arkham thì chúng ta sẽ còn thêm một cái mục đích nữa, đó là gọi là commit, có nghĩa là một số thẻ bài nó sẽ có những cái icon liên quan đến cái skill test, skill icon đó, thì bạn có thể commit cái lá đó ra và mình sẽ được thêm bonus cái điểm cho cái bài test đó. Đó thì đó cũng là một cái yếu tố mà Fantasy Flight đã thêm vào rất là hay để cho người chơi gọi là có thể lường trước được, có thể đúng như là anh Tâm dùng chữ là chính xác là cái chữ backup, một cái backup plan. Riêng mình thì một cái yếu tố rất là hay về gameplay mà mình thấy Arkham mang lại được, đó chính là về cái scenario design. Với những cái tựa card game mà bạn chơi ngoài thị trường á, những lá bài nó chỉ có thể có những cái mục đích cơ bản, giống như là nó sẽ là thẻ bài của quái vật nè, thẻ bài của người chơi nè, thẻ bài hiệu ứng nè. Nhưng mà đặc biệt đối với Arkham có một cái dạng thẻ bài mà mình rất là thích và mình thấy nó thiết kế rất là thông minh, đó là cái thẻ bài location. Tức là khi mà bạn chơi một ván, bạn sẽ bày ra cái location, những cái vị trí của thẻ bài đó ở đâu. Ở những tựa game khác, thay vì dùng thẻ bài thì họ sẽ dùng những cái tile để thay thế cho cái chuyện đó. Nhưng mà đối với Arkham, họ tận dụng thẻ bài một cách triệt để đúng cái bản chất của card game, tức là họ sẽ tận dụng cả hai mặt của một lá bài, một cái mặt là sẽ là mặt mà bạn chưa bước vào, một cái mặt là sẽ là mặt mà bạn sau khi bạn bước vào thì bạn sẽ biết là cái nơi đó thật sự nó có cái gì, nó capture được cái không khí của những cái game dungeon crawler, giống như là mình bước vào một căn phòng mà mình không biết trước cho trong đó nó sẽ có cái gì đó. Đó một lần nữa thì những cái designer lại đánh được vào trong cả cái thematic thông qua một cái design về scenario design. Thì đó là một cái yếu tố mà riêng cá nhân em là em rất thích. Không biết là mình còn có một cái yếu tố nào khác, ngoại trừ, nếu mà ngoại trừ gameplay đi, thì anh Tâm thấy còn thích một cái yếu tố nào đặc biệt nữa về game không anh? Hồi nãy thì cũng như anh có chia sẻ đó, thì nếu như mình bỏ qua yếu tố về gameplay thì yếu tố về cốt truyện, về cái cách dẫn dắt câu chuyện của Arkham Horror qua các cái cảnh chơi tương đối rất là đặc sắc. Và nếu như thật sự mình đầu tư để mà mình đọc cái nội dung câu chuyện mà mình tìm hiểu những cái thông tin liên quan đó, thì là câu chuyện cực kỳ thú vị và hấp dẫn, và nó cũng không kém phần rùng rợn. Nó gần như là mình trải nghiệm một cái cuốn tiểu thuyết sống này. Và đặc biệt nữa là khi mà mình chơi một cái campaign dài từ 1 đến 8 cảnh
thì là mình có thể mình có nhiều cái phương án chơi rất là khác nhau, có những cái chọn lựa A, B, C, D, và mỗi cái chọn lựa đó nó lại dẫn mình đi đến một cái kết cục hoặc là một cái hướng rẽ của câu chuyện rất là khác nhau, và nó cho mình cái trải nghiệm giống như là RPG vậy đó. Thì xung quanh cái cốt truyện của game thì nó vẫn luôn là một cốt truyện chung, có một cái đấng tối cao nào đó, thật ra nó là một cái con quái vật khổng lồ từ từ một cái chiều không gian khác, cũng muốn quay trở lại trái đất để mà thống trị trái đất, và cũng có một cái nhóm tạm gọi là tà giáo thì luôn luôn là muốn mở cổng để mà cho cái đấng tối thượng đó, nó gọi là Ancient One, nó vào xâm chiếm trái đất, và các cái investigator hay là những cái nhân vật chính của mình thì là sẽ đi điều tra để mà ngăn cản hoặc là tìm cách ngăn chặn cái âm mưu đó. Chỉ có một cốt truyện đơn giản như vậy thôi, nhưng mà thông qua rất là nhiều các cái yếu tố design sáng tạo thì nó tạo cho chúng ta những cái trải nghiệm về cốt truyện hoàn toàn khác sau mỗi cái campaign và từng cái scenario. Dạ, thật ra là rất khó để thông qua một cái podcast mà phải chia sẻ được với các bạn về cốt truyện. Thì cái đó là cái phần mà mình nghĩ là hấp dẫn nhất. Mình nên để mà những người nào mà đã chưa chơi qua thì nên thật sự là chơi qua và thật sự trải nghiệm. Rất là nhiều người mà em biết á, khi mà chưa có chơi qua Calm á, họ chỉ nhìn về cái gameplay thôi. Đa số là họ bước vào vì cái gameplay card game. Nhưng mà những người mà follow được Arkham lâu á, thì lại là những người mà đến được ở lại vì cái cốt truyện, vì cái câu chuyện ở đằng sau những cái màn chơi đó. Mình phải khẳng định là những cái writer của FFG viết rất là hay luôn. Viết rất là hay. Và mỗi cái câu chuyện nó có lớp lang, nó có đầu, có cuối, có phần thân bài, có phần cao trào, có kết bài đàng hoàng đầy đủ. Và rất khó để mà mình nói được cái những cái đó. Thì giống như là mình hay nói là bây giờ mình đọc một quyển sách mà mình khen quyển sách nó như thế nào cũng không bằng chính bạn đọc cái quyển sách đó hết. Nên những bạn nào mà thật sự mà thích những cái theme nó hơi bí ẩn một chút xíu, nó hơi kinh dị chút xíu, nhưng mà lại muốn có một cái gameplay sâu sắc nữa, thì Arkham là một cái sự lựa chọn mình nghĩ là rất là chính xác luôn. Bên cạnh cái về cái cốt truyện đi, anh thấy sao về những cái yếu tố RPG ở trong game anh? Giống như là những cái yếu tố như là XP hoặc là về deck building này kia, anh có cái ý kiến gì về những cái yếu tố đó không anh? Thì theo anh thấy thì là cái yếu tố deck building với lại là yếu tố mà lấy điểm kinh nghiệm, nó cũng cho mình cái trải nghiệm RPG rất là tốt. Thậm chí anh nghĩ là đối với một số người chơi chơi lâu rồi á, như anh á, đôi khi anh cảm giác rằng là cái thời gian mình dành để mà mình build cái deck và mình tham kinh nghiệm thấy nó còn vui hơn, là đôi lúc nó còn thấy còn vui hơn là mình đi cái scenario đó nữa. Bởi vì cái tập hợp các lá bài cũng như các cái tùy chọn mà mình có thể dùng để mà build nhân vật nó quá phong phú, và cùng một nhân vật đó mình có thể custom cái bộ bài của mình để mà mình có thể biến nó thành một nhân vật hoàn toàn khác. Và thậm chí có những cái nhóm người chơi người ta thích build nhân vật theo kiểu là thematic, có nghĩa rằng là cho dù là cái khả năng bộ bài có thể cho mình rất là nhiều thứ, nhưng mà chẳng hạn như họ thích build một nhân vật là nhân vật này là chỉ khoái đánh cận chiến thôi, thì họ sẽ build xung quanh vũ khí của nhân vật đó chỉ là những cái thiết bị, những cái dao kéo búa gì đó thôi, chứ họ không bao giờ dùng súng, và họ trải nghiệm cái game theo cái lối sống của nhân vật đó. Và đôi khi họ chơi để mà họ thua, và họ viết lại một câu chuyện là nhân vật của họ đã thua và chết thê thảm hoặc là bị điên thê thảm như thế nào. Và ở đây cái yếu tố deck building thì nó hơi khác so với cái dòng mà deck building ban đầu và truyền thống, có nghĩa là thay vì mình build cái deck trong lúc mà mình đang chơi cái scenario, thì ở Arkham Horror thì mình build cái deck trước khi mình vào cái scenario, và sau khi mình chơi xong cái scenario thì mình sẽ có được điểm kinh nghiệm, và mình sẽ dùng cái điểm kinh nghiệm đó để mà mình nâng cấp cái nhân vật của mình bằng cách là mình nâng cấp những cái lá bài mình có trong cái deck của mình. Về cái deck building thì em cũng rất là thích cái kiểu mà build theo cái thematic. Giống như là em cũng từng build Roland Banks, là một cái nhân vật mà kiểu như hơi hướng là nó hơi giống kiểu sĩ quan, hơi kiểu cảnh sát đó, thám tử đó. Nhưng mà em lại build theo kiểu như là samurai vậy đó, kiểu như là cầm kiếm vào chém quái này kia đó. Tức là đúng như là anh Tâm có chia sẻ, thì tức là một cái investigator ở trong game á, nó không phải là có quá nhiều lối chơi, nhưng mà nếu bạn nghĩ ra được thì với một cái cạc buôn đủ nhiều thì bạn sẽ làm được cái lối chơi mà bạn muốn. Đó cũng là một cái rất là hay. Ngoài ra về XP thì cũng như các bạn đã nghe, thì nó là một cái yếu tố đánh vào cái tâm lý là phần thưởng khi mà chơi game. Tức là khi mà mình chơi một cái gì đó nó lâu dài rồi á, mình rất là hy vọng mình sẽ có một cái gì đó, nó như là
dùng chính xác nó thuật ngữ là rewarding. Rewarding khi mà chơi một cái scenario nó sẽ là XP, và ngoài việc cái mình thắng cái scenario đó ra thì sẽ là XP để mình có thể nâng cấp những cái lá bài của mình. Nhưng mà một cái chuyện mà cũng quan trọng về cái yếu tố gameplay mà Fantasy Flight làm rất tốt khi thêm cái XP đó vào, đó chính là cái về cái cân bằng những cái lá bài. Thì những cái lá bài nào quá mạnh á thì nó sẽ có nhiều XP để mà bạn có thể trả ra để mua nó sẽ tốn nhiều XP hơn. Những bài nào mà nó hơi yếu một chút xíu thì nó sẽ ít XP. Và ở những cái content càng ngày càng update thêm thì Fantasy Flight cũng có thể tung ra được những cái gọi là giống như là những cái bản update vậy đó. Nếu mà mình chơi game PC nó sẽ là những cái bản update để update cho những cái lá bài nào mà nó mạnh quá hoặc là yếu quá gì đó, mà thường là mạnh quá để giảm bớt cái sức mạnh của nó đi bằng cách là tăng SP của nó chẳng hạn đó. Thì ngoại trừ cái yếu tố ảnh hưởng về gameplay cốt truyện ra thì họ cũng đã tính rất là nhiều cả cái yếu tố design và cân bằng luôn. Ngoài ra, ngoài những cái yếu tố về cốt truyện, về gameplay, deck building thì một cái yếu tố mà Arkham Horror có thể là một trong những cái co-op cái game mà nó được rất là nhiều sự support từ cái cộng đồng người chơi, tức là nó có rất là nhiều người yêu thích Arkham, yêu thích tới mức là họ tự design ra những cái content mà chính tay họ làm. Nó giúp cho cái lượng content của game nó luôn dồi dào, dù bạn nó chơi xong hết những cái content mà của FFG tung ra, chính thức tung ra, thì bạn cũng có thể chơi những cái content mà nó do cộng đồng làm, và thậm chí là có những cái content mà rất rất là đầu tư luôn. Anh không biết anh Tâm mình đã từng chơi một cái fanmade nào chưa, và mình nghĩ sao về những cái fanmade content của Akam anh? Thực sự thì anh chưa từng chơi một cái campaign nào, thực sự là chưa có trải nghiệm cụ thể một campaign nào, nhưng mà anh có theo một số các cái campaign lớn ở ở trên cái cổng của fan fanpage đó. Thì mình thấy rõ ràng là có những cái campaign rất là xuất sắc, được đánh giá là 5 sao, thậm chí là có những cái campaign mà nó người ta dùng cái Arkham Horror như là một cái platform để mà họ họ bring cái thematic của cái content nó vô, ví dụ như là thậm chí người ta có thể thiết kế luôn cả một cái Warhammer game mà dùng cái platform của Arkham Horror, và thậm chí họ có những cái rất là vui như là họ thiết kế luôn cả cái phần cũng chẳng hạn như là Thủy Tướng Mặt Trăng chẳng hạn, thậm chí họ cũng thể bưng vào trong đó được thì có những cái campaign rất là vui nhộn. Thì có thể nói là cái tính gọi là cái tính tùy biến của cái game nó rất là cao. Cái này phải phải đặt cái lời khen cho Fantasy Flight vì đã gọi là tạo ra được một cái framework để mà người chơi, đúng là mình chơi rồi thì mình biết là ban đầu nó sẽ hơi khó một chút xíu, nó sẽ hơi khó để học, hơi khó để chơi, hơi khó để nhớ những cái lặt vặt. Nhưng mà khi mà mình đã chơi quen rồi á thì mình cảm thấy nó giống như là một cái guồng chơi, nó khá là mượt và nó mạch lạc, và nó mình rất là dễ làm quen, và nó cũng như anh Tâm có chia sẻ, rất là dễ điều chỉnh. Bạn có thể custom những cái content đó miễn là vẫn fix vào được cái framework mà cái team design họ đã làm ra. Có thể ngay từ đầu nó sẽ hơi khó để bước vào một chút xíu, nhưng mà một khi bạn đã chịu ngồi xuống, chịu xem rulebook hoặc là xem những cái video trên YouTube hướng dẫn chơi thì mình nghĩ là rất rất nhanh thôi những cái người mới sẽ nắm bắt được game. Xem một cái chủ đề mới là về cái tình hình hiện tại của games cũng như là những cái định hướng sắp tới của FFG. Cái này là sẽ là một cái chủ đề dành cho cả bạn mới lẫn bạn đã chơi rồi cũng sẽ rất là thích. Đó là chắc là mình cũng biết một cái coi như là cái mà thông tin mà lớn nhất gần đây mà FFG announce về Arkham là cái revive concept rồi đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Thì đây là một trong những cái tin tin tốt đối với người chơi mới và tin hơi buồn đối với người chơi cũ ha. Bởi vì tất cả những cái gì mà mình mong ước và mong chờ nó diễn ra ở cái version one của cái game thì mình không có. Ví dụ như là cái sự ra đời và cái sự xuất hiện của cái túi Chaos mà officially hoàn toàn không có. Mình trở nên rất là ganh tị với lại cái túi đó của những bạn chơi mới ha. Được có sẵn trong hộp, trong khi Với lại điểm thứ hai là cái corset này thì nó cho phép mình chơi tới 4 người được ha, còn cái đúng version rồi, cũ dạ đúng thì thì ta phải 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 mua tới 2 bộ, hơi bị đau thận hơn chút xíu, trong rồi. khi cái corset này thì nó có luôn cả cái insert mới, rồi nó có cái pool bài to hơn, và nó có luôn cả cái túi Chaos Official.
Dạ đúng rồi. Thì đây là một cái mà bước đi, gọi là một bước đi em thấy là chính xác đến từ Fantasy Flight. Thì có thể là mình sẽ nói về một chút xíu về Living Card Games cho những bạn nào chưa biết. Living Card Games nó giống chính xác như cái tên gọi của nó vậy đó, gọi là cái business model do Fantasy Flight tự nghĩ ra. Thì living ở đây có nghĩa là sống, sống thì họ muốn cái card game của họ như đang sống vậy. Sống có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó sẽ hoạt động liên tục, liên tục, liên tục. Tháng nào họ cũng sẽ có content mới cho cái game đó hết. Trước giờ thì Arkham cũng đã sống như vậy, là mỗi tháng sẽ ra một cái pack về cái cycle đó. Bắt đầu sẽ là một cái deluxe, sau đó sẽ ra từng pack, 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 pack liên quan tới cái deluxe đó. Nhưng mà với cái sự gọi là thay đổi format của FFG thì bây giờ mình đã có một cái revive concept như anh Tâm chia sẻ thì sẽ dành cho bốn người thì nó sẽ được đóng gói lại hết mọi thứ mà bạn cần để chơi. Bây giờ bạn chỉ cần mua một lần thôi là sẽ đầy đủ hết, và sau đó bạn có thể thoải mái mua những cái cycle tiếp theo. Như là em được biết thì cái Dunwich cũng sẽ đóng gói theo kiểu mới này mà không còn phải hành lẻ nữa. Anh nghĩ sao về cái sự thay đổi này cho cả người mới lẫn người cũ à? Anh nghĩ đây là sự thay đổi khá là tích cực. Anh nghĩ ít nhất về mặt coi như là có lợi cho người người chơi cả mới lẫn cũ, thì cái này nó tốt hơn rất là nhiều, bởi vì là chúng ta sẽ không còn có cái trải nghiệm đi săn bắt một cách đau khổ, hoặc là đặc biệt là đối với những bạn mới mới tham gia vào và sau đó mê quá mới đi săn lại những cái bắt cũ, thì gần như đó là một cuộc chiến sinh tồn, tức là săn khắp tất cả mọi nơi, vừa tốn kém vừa hồi hộp và đau tim. Maybe đó cũng là một dạng game mà Fantasy Flight muốn xây dựng cho mọi người, nhưng mà có lẽ là họ không có nghĩ là cái đó nó sẽ tồn tại lâu. Thì bây giờ ngay cả với cái campaign mới mới nhất là Edge of the Earth, hay là cái gì anh quên mất rồi, tức là Dạ đúng nó rồi, dựa đúng trên rồi. cái Mountain of Madness, thì SW họ cũng á. Edge of the Earth thì họ cũng đã theo cái format mới, thì cái đó là thay đổi rất tích cực. Mình chỉ việc mình mua một lần và mình có đẩy full một cái campaign luôn, và họ tách ra làm hai cái ha, một cái hộp là về Yeah, gameplay investigator. scenario campaign, và một hộp Yeah. là investigator. Thì như vậy Yeah. là nó rất là dễ, thì nó sẽ làm, anh nghĩ rằng là nó sẽ làm cho Fantasy Flight nó sẽ hơi bị thiệt hại chút xíu về mặt phát hành nữa, vì là người ta mua một lần nó rẻ hơn rất nhiều hơn. Tuy nhiên là nó cũng có ý nghĩa về mặt môi trường, chúng ta đỡ phải vứt đi một đống nhựa giấy không cần thiết, và cũng như là nó sẽ làm cho cái cộng đồng, cái khái niệm Living Card Game chắc nó sẽ không còn nữa. Thật ra thì cái này thì em cũng xin được phép chia sẻ nhiều chút xíu. Đúng như anh nói là khi ngay từ khi mà họ quyết định là họ sẽ gom lại nguyên một cái cycle lại, thì chính thức cái khái niệm Living Card Game ở Arkham là nó đã không còn nữa rồi. Tức là không phải tháng nào cũng sẽ trông đợi là sẽ có cái patch. Tất nhiên là mình sẽ không nói ở Việt Nam, mình sẽ nói là cái mặt bằng chung là ở Mỹ hoặc là ở EU. Đó là những bạn đó là sẽ ra shop chơi hàng tháng, sẽ được có patch để mà mình giao lưu trao đổi với lại những cái người chơi chung và những người chơi khác gì đó về cái patch, về cái chủ đề đó trong tháng đó chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ ra một lần, xong rồi tầm nửa năm nữa mình mới có những cái content mới này kia. Thì về mặt cái living thì bây giờ nó không còn living nữa rồi, chính xác là nó chỉ còn là card game thôi, nó sẽ phát hành như là một cái card game thông thường rồi đó, nó sẽ ra expansion vậy thôi đó. Về cái điểm tích cực cho cả người mới lẫn người cũ đó là như anh Tâm đã chia sẻ thì mình sẽ dễ kiếm hơn, và thứ hai á, đó là cái giá nó cũng sẽ thấp hơn. Nếu mà bạn nào có ngồi xuống mà tính tiền á thì tính con ra con số chính xác luôn á, thì khi mà mình mua một cái gói lớn như vậy á, thì hình như là mình sẽ tiết kiệm được đâu là tầm mười mấy 20 đô lận á, là cũng là một con số khá lớn, cũng là một con số khá khá thay vì mình mua lẻ với cái việc mà mình mua trọn gói. Bên cạnh đó khi mà mình ở Việt Nam như vậy nè thì mình ship lẻ từng phát về, nó tính phí ship này kia lên 2-3 lần liên tục á, thì nó cũng sẽ tốn chi phí hơn so với việc bây giờ mình chỉ có 2 bộ thôi, mình ship về nó cũng ok hơn. Đối với những cái những người chơi mà như chúng ta chơi ở những cái đất nước mà chưa có những cái đơn vị mà phân phối lớn thì đó sẽ là một cái điểm ưu thế. Chắc chắn là những cái print on demand, những cái scenario pack vẫn sẽ tiếp tục phát hành theo cái kiểu cũ, nhưng mà cái đó sẽ lâu lâu sẽ có một cái thôi, thường 1 năm sẽ có tầm 2 cái là cùng đó. Còn ngoài ra những cái deluxe hoặc là những cái return to, tức là những cái phiên bản mà tạm gọi là quay trở lại những cái cycle cũ, chắc chắn cũng sẽ ra. Với việc mà mình bây giờ mình cái hình thức phát hành nó đã rất có lợi cho người mới, thậm chí là cho người cũ luôn, về cả mặt chi phí, về cả mặt mua sưu tầm các kiểu.
anh Tâm thấy cái hướng mà bây giờ các bạn mới nên tiếp cận với game thì họ nên mua như thế nào, hoặc là mình nên bắt đầu mua cái gì anh? Thì anh có thể chia sẻ một chút được không ạ? Ừ, anh nghĩ rằng đó là mình nên mua cái revive core set trước, bởi vì nó đã bao gồm hết tất cả mọi thứ để mà mình cần chơi bốn người rồi, và cái card pool nó cũng lớn hơn rồi. Sau đó thì có thể là mình nên nên dấn vào cái Dunwich Legacy, là một trong những cái campaign mà có vẻ như là nó mở rộng cái gameplay cũng như mechanic của Arkham lên một cái tầm cao rất là mới, rất là cao so với cái base gameplay ở trong cái core box. Thì anh nghĩ là như đây thôi là cũng đã cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là đắt giá và rất là hấp dẫn rồi. Anh nghĩ là với như đó thì chắc bình bình nó cũng phải cả 40 50 giờ gameplay, nếu như mình chơi lướt qua. Còn nếu như mình muốn chơi kỹ, mình build deck lại, mình build lại hết tất cả các option thì chắc nó còn nhiều hơn thế nữa. Những cái anh Tâm chia sẻ là em rất là đồng ý, và bên cạnh đó thì có những cái Investigator Starter Pack thì nó cũng là một cái option rất là tốt cho những bạn nào mới. Mình có thể mua những cái con Investigator đó về chơi chung với lại cái card pool của Core Box và Dunwich. Nói chung là nó rất là value nếu mà mình mua Investigator, bởi vì mình có thể chơi lại cái màn đó với một con nhân vật mới thì nó cũng đã rất rất nó mang lại những cái trải nghiệm rất là mới rồi. Anh Tâm cũng biết rồi, thì nói thẳng ra thì cái thú mà chơi card game như thế này nó cũng rất là tốn kém. Nó cũng khá là tốn kém nếu mà mình follow nó lâu dài. Thì có những bạn sẽ lựa chọn là mình sẽ chơi online, chơi qua những cái nền tảng như là Tabletop Simulator, có thể là chơi free hoàn toàn. Thì anh thấy cái việc mà trải nghiệm online như thế thì nó anh thấy nó có ok không ạ? Anh nghĩ là khá là ok, chỉ có điều rằng đó là các bạn sẽ mất đi cái cảm giác mà ghê sợ khi mà chúng ta rút một cái token từ cái túi túi Theotas thôi. Anh nghĩ đó là một trải nghiệm rất là đắt giá, và cái cảm giác mà vật lý khi mà mình cầm mình sáo cái đống token ở trong tay run run mò mò, còn không biết là có cái token nào nó Đúng đặc rồi. biệt không nữa, Đúng rồi. thì mình chỉ mất cái đó thôi. Còn ngoài ra thì anh nghĩ là tất cả những trải nghiệm khác về card game á, thì chơi online với một số cái nền tảng như hiện tại thì cũng khá là ổn. Anh không nghĩ là có vấn đề gì. Em là một người theo dõi rất là nhiều thông tin về Arkham và Tabletop Simulator. Trước nó có một cái cột mốc mà em sẽ tạm gọi là cột mốc thanh trừng của Fantasy Flight. Tức là Tabletop Simulator là một cái nền tảng mà mình chơi giải lập board game, card game này kia trên đó. Thì trước khi mà cuộc thanh trừng xảy ra, là một ngày em lên Tabletop Simulator là có 20 mấy 30 phòng cho Arkham Horror ở trên đó luôn, là rất là nhiều anh. Một phòng như vậy là trung bình là cũng tầm coi như là 3 người 4 người đó, vậy mà là có 20 mấy phòng, mà những game khác thì coi như giỏi lắm là có 10 phòng thôi. Tức là người ta thích chơi Arkham Horror rất là nhiều luôn, đến mức mà tới cái cột mốc mà gọi là ngày thanh trừng đó, là Fantasy Flight họ chính thức cấm cái workshop về cái Arkham Horror, tại vì người chơi quá đông đi. Nếu mà cái lượng người chơi đó mà chuyển sang chơi physical thì kiểu như Fantasy Flight sẽ thấy là ơi, mấy người này chuyển sang chơi physical thì quá tốt rồi. Nên thôi bây giờ mình cứ cấm trước cái đã. Thì Thế nghĩa nghĩ rằng là họ có thực hiện một nước đi là họ sẽ implement luôn một cái bản official online không ta? dạ thì cá nhân em nghĩ thì chắc là sẽ không, tại vì hiện tại thì tại vì do Fantasy Flight thì họ cũng thuộc về công ty mẹ là Asmodee á, mà Asmodee thì hiện tại họ làm rất là nhiều cái digital game khác rồi, và chỉ có một cái dự án kẹt game về digital mà hot nhất bây giờ họ mới announce thôi, và chắc cũng phải 1 2 năm nữa mới có, đó là Keyforge Digital. Còn Arkham thì Arkham hay là những cái dòng co-op MCG thì em nghĩ họ cũng sẽ hướng đến những cái người chơi offline, tại vì sau cái đại dịch Covid á, thì cái nhu cầu mà chơi những cái game solo co-op này nó rất là cao, nó cao hơn nhiều những cái game competitive, tại vì dịch mà đâu có đi đâu đâu, mà cái thói quen chơi game của người ta cũng thay đổi luôn, thì nên họ bán được rất là nhiều, tới mức mà cái này nó sẽ hơi ngoài lời một chút xíu, nhưng mà nó tới mức mà cái chuyện mà shipping này kia nó cũng bị delay á anh, do Covid nên cái chi phí ship nó rất là cao á.
nên 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 thật sự là cái MFG họ thay đổi cái format phát hành đó, là cũng chỉ bởi vì cái lý do như vậy thôi. Theo theo cá nhân của em là đúng là phần nhiều sẽ tốt cho những cái gamer như mình ở Việt Nam, nhưng mà cuối cùng là vẫn là vì cái bảo toàn, cái giảm thiểu cái chi phí và rủi ro ship hàng của Fantasy Flight thôi. Tại vì họ ship dễ hơn này kia nọ, và đóng gói những cái package nó cũng nói chung là tiết kiệm được cái chi phí shipping rất là nhiều, khi mà họ gom lại chỉ còn có hai hai cái item thay vì là trước đó là sẽ là tầm 7 cái item 7 cái item thì bây giờ sẽ thành 2 item. Thì nói chung là mình người chơi mình có lợi là cũng ok rồi, đâu có gì đâu, thì họ cứ làm sao mà đôi bên cũng có lợi là thì quá tốt thôi. Mình vừa được giảm chi phí mà còn vừa có game để chơi nhanh hơn, có tiện hơn nữa thì tốt rồi. Thì qua đó thì các bạn nào mà quan tâm tới Nakam thì cũng có thể chơi, nếu mà chơi online thì vẫn sẽ có cách để các bạn chơi thôi, mặc dù mình nói đây là nói cấm rồi đó, nhưng mà chắc chắn là nếu mà bạn muốn thì bạn cũng sẽ tìm được ra cái đường link để mà chơi thôi. Nhưng mà mình nghĩ giống như anh Tâm nói, cái trải nghiệm mà physical nó vẫn sẽ hay hơn, nó vẫn sẽ đã hơn rất là nhiều luôn, đặc biệt đối với Arkham. Không phải ngẫu nhiên mà nó có nhiều cái những cái component mà được custom luôn, chứ không chỉ là cả việc cái gameplay, cái card game, cái nội dung nữa, mà cả cái những cái component chơi cũng được là tinh chỉnh luôn. Thì tại vì cái trải nghiệm chơi thực tế nó rất là hay, và mình rất là khuyến khích các bạn có thể chơi thử. Kết thúc cho cái podcast này thì do hiện tại là tình hình ở Hồ Chí Minh thật ra vẫn còn dịch vẫn rất là còn dịch, và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của mọi người. Trong khi mình thì rất là muốn làm một cái event dạng nó sẽ là phục vụ cho cả người chơi mới lẫn người chơi cũ. Người chơi mới thì sẽ được hướng dẫn chơi game, người chơi cũ thì sẽ có một cái event gì đó để anh em ra có thể chơi chung với nhau. Mình tạm gọi nó giống như là một cái những cái event mà Arkham Knight ở bên nước ngoài đó. Đó là một cái ước mơ của mình ở được làm cái đó ở Hồ Chí Minh. Thì mình đang có kế hoạch làm cái đó, thì cũng thông qua cái podcast này muốn chia sẻ với những bạn nào mà quan tâm tới Arkham, thì nếu mà thích và có game physical thì có thể liên hệ với mình để mà mình nắm được cái tình hình số lượng các bạn như thế nào để mà sắp xếp một cái event như vậy. Nói chung thời gian thì mình chưa có thể chắc chắn được, bởi vì tình hình Covid nó cũng rất là căng thẳng, nhưng mà chắc chắn là sẽ có thể là đầu năm sau, mình hy vọng là như vậy. Thì cái podcast hôm nay thì nó cũng sẽ dừng lại ở đây thôi, và mình và anh Tâm cũng cố gắng chia sẻ nhiều thông tin về Arkham cho các bạn. Thì em cũng cảm ơn anh Tâm đã nhận lời tham dự cái podcast này. Thì không biết anh có những cái lời nào để kết thúc cái podcast không ạ? Cảm ơn Nghĩa rất là nhiều đã dành cho anh cái thời gian mà chia sẻ chung với tất cả mọi người. Thì cái lời cuối của anh với lại Arkham Horror có nghĩa rằng đó là đừng có tham gia vô, bởi vì tham gia vô rồi sẽ bị ám và sẽ phải có ngày có nguy cơ bán thận để mà chơi game Đây là trải nghiệm của người đã nghiện rồi đó. Đây đó. là cái lời khuyên của người đã nghiện rồi. Đừng chơi sẽ bị nghiện. Thì ok rồi, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã nghe tới thời gian này. Thì cái podcast về cái chuỗi podcast về Arkham cũng như là có cả game thì nó vẫn sẽ còn tiếp tục sau cái podcast này. Hy vọng các bạn vẫn sẽ nghe và tiếp tục ủng hộ cho kênh cũng như là ủng hộ cho cộng đồng những người chơi có cả games ở Việt Nam nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại.